thêm một chiếc xe nữa và thêm một video nữa được em đăng tải lên để các bác nhà mình ngắm, các bác nhà mình xem nhé. Đây là chiếc xe Ford Fiesta. Chiếc này sản xuất năm 2011, số tự động và động cơ của nó rất là nhỏ nhá. Động cơ máy chỉ có 1.5 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một chiếc xe form dáng sedan 2 đầu. Đấy, hình thức xe rất là đẹp. Từ trong cho ra đến ngoài của xe là hình thức rất là đẹp nhá. Và chất lượng của chiếc xe này thì các bác nhà mình cũng không phải bàn về chất lượng, vì đây là một chiếc xe không có lỗi và động cơ của nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản nhá. Động cơ vẫn còn nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Là một chiếc xe tuyệt vời. Cần số tự động này. Và đây vô lăng này các bác xem này. Vô lăng của nó này tuyệt đẹp luôn. Không có một tí nào là các bác nhìn này, không một tí nào mòn lên này. Đấy, không một tí nào mòn luôn, chỉ hơi bóng được một chút xíu thôi, không đáng kể, gần như là bằng không đúng không ạ? Gần như bằng không luôn. Đây các bác xem. Xe được thiết kế ra một cái phần táp lô nhìn rất là đẹp mắt. Đây, phần táp lô của xe này nhìn rất là hầm hố luôn. Chiếc xe với chấm nhỏ, số tự động thì mức nhiên liệu của chiếc xe này sẽ dao động tầm khoảng 6 lít, tầm khoảng 6 lít trên 100 km các nhá. Chiếc xe có thể cạnh tranh trực tiếp với lại dòng xe Vios. Vios mà 2011 thì các bác biết là bao nhiêu rồi đúng không ạ? Vios số tự động mà 2011 thì các bác biết bao nhiêu rồi. Chiếc này bên em bán chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Cụ thể giá em sẽ ghi từ đây. Một dàn lốp dày. Và xe được mang tên biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhá. Biển cũng rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng sedan 2 đầu. Xe trang bị ở đằng sau thì có những cái mắt cảm biến này. Rồi có camera lùi. Đây form dáng của xe này. Chiếc xe trang bị có phanh ABS, có túi khí an toàn. Các bác lưu ý là đây là một chiếc xe không có lỗi nhá. Xe không lỗi gì đâu ạ. Keo chỉ của xe là còn nguyên zin, sơn zin thậm chí vẫn còn rất là nhiều. Đấy. Và động cơ hộp số của xe là vẫn còn nguyên bản, chưa bổ máy có nhá, chưa bổ máy, chưa làm lại máy. Và xe thì các bác nhìn thấy với một cái lớp sơn màu phấn hồng rất là đẹp mắt đúng không ạ? Một cái nước sơn mà được rất là ăn khách, rất là nhiều người quan tâm, rất là nhiều người thích cái màu này. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 các bác nhá. 2021 này. Sơn xi của xe rất là bóng bẩy sạch sẽ. Nhìn như là một chiếc xe chạy lướt vậy đúng không ạ? Các bác nhìn đây thì cũng không khác gì một chiếc xe chạy lướt. Từ về hình thức cho đến về chất lượng, không khác gì một chiếc xe đời cao. Như một chiếc xe chạy lướt luôn. Form dáng thì em cũng quay sơ qua để các bác nhà mình nhìn thấy rồi đúng không ạ? Em quay sơ một chút nữa về bên trong nội thất của xe nhá. Đây nội thất đây. Bên kia em quay rồi rồi, em đứng bên đây em quay thêm để các bác mình đi xem này. Một chút nữa em sẽ quay chi tiết nhá. Đây, xe cực đẹp luôn. Xe cực đẹp. Độ zin còn rất là cao. Bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết về xe. Trước tiên thì em sẽ quay phần đầu chiếc xe trước nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu. Đồ đạc tùng thay thế dễ và rất là rẻ luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay gần hơn này. Đấy, chiếc xe với một cặp đèn pha. Nhìn rất là hầm hố luôn. Cảm giác như một cái nhìn như là sắc như là một con dao đúng không ạ? Sơn xi bóng mượt các bác nhá. Đấy, thân vỏ cam kết bác luôn là xe không có lỗi, không bị đâm đụng, không bị va chạm. Và cũng đảm bảo cho bác luôn về vấn đề ngập nước nhá. Xe không bị ngập nước, không bị thủy kích. Na răng đúc nguyên bản theo xe. Lốp của xe thì vẫn còn tạm tạm. Lốp của xe vẫn tạm tạm các bác nhá. Xe trang bị gương chỉnh điện và cục điện. Trong đó thì có tích hợp cả đèn sinh nhan trên gương này. Đây. Em đã quay sát quay gần để các bác ngắm về xe nhé. Các bác đúng chân mẫu này thì hãy xem hết video của em để được cảm nhận. Các bác xem video thấy chiếc xe phù hợp với các bác thì các bác hãy xem kỹ.
và những cái mẫu xe hiện tại đang có tại cửa hàng bên em đấy ạ. Thì các bác nhà mình nếu quan tâm thì mình hãy đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh để theo dõi, đăng ký theo dõi và ấn thông báo chuông để cập nhật, để được xem những cái mẫu video mới nhất mà em đăng lên theo thời gian, theo ngày tháng luôn các bác nhá. Đèn trước đèn sau xe rất là sáng luôn này. À, từ những cái phần gioăng đến cái đồ nhựa ở xe này nó rất là sáng và rất là tươi đẹp luôn này. À, rất là sáng luôn nhá. Xe thì nó cũng tùy theo chất các bác nhá. Chất đâu thì em sẽ bán từ đó. À, có những con thì thậm chí chỉ có 201, 202 một con thôi. Có luôn các bác nhá. Cũng đờ như thế này nhưng mà giá thành thì có 201, 202 một chiếc thôi. À, nhưng mà chiếc xe này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy. Nhưng mà sẽ là hợp lý không nhá. Đấy, sẽ là hợp lý. Về giá cả thì em sẽ ghi một tiêu đề để các bác nhà mình nắm được. Đấy. Giá đưa ra như vậy nhưng vẫn có sự lộc lá thêm. Vẫn có sự lộc lá thêm cho các bác. Thì các bác cứ xem video và kết đi đã. Đấy, nếu kết rồi thì các bác nhấc máy lên và alo nhá để được tư vấn về xe, được chi tiết về giá cả. Đấy, cụ thể về giá cả thì các bác đến sờ xe và chạy thử xe, xong là ngồi thương lượng bàn bạc trực tiếp thì sẽ có một cái giá tốt nhất các bác nhá. Ở trên đây thì em đưa giá là nó cũng ở cái mức độ gọi là tham khảo thôi. Đấy, với phần thân vỏ xe cực đẹp luôn. Tôn của cái dòng này nó dày hơn tôn của dòng xe Vios các bác nhá. Tôn vỏ này dày hơn. Gõ chỗ nào cũng kêu loang quang luôn. Đấy, các bác nghe không? Nó kêu loang quang luôn. Tay nắm cánh cửa này được ốp bi lốc rồi. Tất cả kính của xe đều là kính zin nhá. Chưa vỡ kính nào cả. Những cái mép chân kính này, rồi những cái mép gioăng cánh cửa này. Nó rất là đẹp luôn. Đèn trước đèn sau đều là đèn xịn, đèn nguyên bản theo xe đấy các bác nhá. Cabo thì em chưa đóng chặt xuống. Với cái biển Hà Nội như thế này thì các bác về mình để nguyên cũng được, làm công chứng hoặc là làm công chứng mua bán hoặc là công chứng ủy quyền nhá. Đấy, không mất biển Hà Nội và đỡ tốn tiền đúng không ạ? Còn các bác ở khu vực Hà Nội hay ở Sài Gòn thì quá là ok rồi. Còn bên ngoài thì em cũng đã quay xong rồi nhá. Bây giờ em sẽ quay chi tiết ở bên trong rất này. Còn rất thì có một vài vị trí nó hơi bẩn một chút. Cốp sau rất là rộng luôn. Đem quay cốp luôn nhá. Đây cốp này. Đây, cốp sau rất là rộng. Và lý của xe vẫn còn đẹp. Lý của cốp cũng rất là đẹp luôn này. Đây chính là cái lốp dự phòng của xe nhá. Và đây các bác xem này, chủ xe trước cẩn thận không? Người ta dán chống ồn, chống nhiệt này. Rồi cách âm nữa. Đấy, chiếc xe này thì có loa ấy nhá. Đây, cái dây này. Dây loa súp này. Các bác về cứ thế mình đặt loa súp và cắm vào thôi. Đấy, không cần phải đi đường dây nữa. Đường dây thì chủ trước người ta cũng đi sẵn rồi. Em bắt đầu quay vào bên trong nội thất của xe nhá. Các bác nhà mình cùng xem nốt cái khu vực nội thất. Đấy, keo chỉ này. Lòng trong của xe là hoàn toàn nó là sơn zin đấy nhá. Nó là sơn zin đấy ạ. Đấy, những con bu lông, những con vít được vặn đây này. Các bác thấy này. Rất là sáng luôn. Đúng không? Tiếp sẽ quay phần máy để các bác xem nhá. Đây, gioăng cửa này, mép cửa này. Vách cửa này. Lòng trong thì hoàn toàn là sơn zin. Tất cả những đồ nhựa ở đây này. Đấy, những đồ nhựa ở đây này. Nó còn những cái gai, những cái sần nổi lên rất là cao. Âm thanh của xe nghe rất là hay. Tất cả mọi chức năng của xe đang hoạt động đầy đủ nhá. Bu lông ở vách cửa này chưa tháo chưa vặn này. Đây, và những cái móc khóa cửa nó rất là sáng luôn này. Đấy, ghế được bọc một loại ghế da hai màu. Chiếc xe được thiết kế là hai túi khí an toàn. Một túi thì nằm ở bên đây và một túi nằm ở giữa vô lăng nhá. Từ cái cổ số của xe này, các bác xem này, những cái gai ở cổ số này nó còn nổi lên rất là cao nhá.
chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít, các bác có nhìn cho em mấy cái chính, cái cục số hoặc là vô lăng. Những cái đấy thì nó sẽ đánh giá được chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít. Em quay thì sẽ quay đầy đủ tất cả mọi thứ để cho các bác mình biết được xe luôn nhé. Các bác mình có thể là lắp thêm màn hình nhé. Đây mình có thể là tháo cái dưỡng này ra này và mình lắp cho màn hình vào chỗ này, màn hình Android. Đây, chủ xe trước người ta cũng có kết nối với lại cổng AV AUX này. Đây. Nếu mà mình có thể lắp thêm màn hình, có thể là mình mua một cái iPad mình kết nối vào cái đường dây đó cũng rất là ok luôn. Đây sàn đây nhá. Và chiếc xe này thì chủ trước cũng đã được lắp thêm mấy cái lót bằng gỗ này, ngồi thoáng hơn, có cả gối đầu luôn. Bây giờ em quay trần luôn nhá. Đây, xe có cả màn hình ở trên đây này. Đây, có màn hình ở trên đây này. Màn hình đấy thì chỉ là để dùng vào việc để màn hình để lùi thôi. Đây, camera lùi sẽ hiển thị ở trên đó nhá. Tiếp tục ạ. Một cái cánh tiếp theo em đang giới thiệu tới các bác. Đây các bác xem này. Đấy, lòng trong sơn zin rất là bóng đẹp luôn đây. Đấy, những cái gioăng cánh cửa này, những cái gioăng này nó còn rất là phồng phao nhá. Đấy, những cái móc khóa rất là sáng và thậm chí còn màu sơn của nhà máy chấm vào khu vực khóa luôn. Một bộ ghế da. Ghế da này là một, không phải là ghế da bình thường đâu ạ. Ghế da tốt đấy ạ. Ở phía sau để đồ quá thoải mái luôn. Em quay thêm trần để các bác xem nhé. Ở trần có một vài vị trí nó hơi bẩn. Đấy, chứ còn thì trần vẫn là trần lý đẹp các bác nhá. Còn rất là căng. Đây em quay luôn nóc cho các bác mình xem này. Và tiện đây thì em quay luôn gầm nhá. Đây các bác xem. Đây là khu vực cua lốp của chiếc xe. Đây, khu vực này thì lý vẫn còn này. Lý vẫn còn rất là đẹp luôn này. Nó chỉ bẩn thôi. Các bác mình rửa đi nó sẽ sạch đẹp lắm đấy. Cửa đóng chắc chắn. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn nhá. Hiện đây em quay gầm luôn nhá. Đây gầm này. Đấy. Gầm cực đẹp luôn. Tất cả ba bô lê cua lốp của xe rất đẹp nhá. Đấy, từ cái chỗ đây con xem này, từ cái sần đấy, từ cái sơn sần ở dưới cua lốp này, ba bô lê này vẫn còn nguyên vẹn luôn nhá. Đây tiếp tục ạ. Gầm rất là sáng luôn các bác nhá. Một chiếc xe kỳ là đẹp. Đợt vừa rồi thì bên em cũng nhập được mấy chiếc Ford Fiesta như này, nhưng mà phải nói là chiếc này là chiếc đẹp nhất trong mấy chiếc mà vừa rồi em mua về nhá. Đây có một vài vị trí thì nó hơi bẩn một chút, ví dụ chỗ này này. Đây chỗ này bước chân ra bước chân vào nó cọ bẩn nhá. Đây nhá. Đây cọ bẩn một vài vị trí. Đây em quay gửi tới các bác xem đây. Đây những cái bu lông này là chưa tháo chưa vặn này. Đây, những cái bu lông bản đề cánh cửa đấy ạ. Có nghĩa là cánh cửa này là chưa tháo ra nhá. Cánh cửa này chưa tháo ra đâu. Vẫn nguyên đấy ạ. Đấy, thông tin đầy đủ luôn. Và đây móc khóa cửa này rất là sáng và có những cái mực chấm tím, đấy, chấm tím chấm đỏ này. Mực hay còn gọi là sơn đúng không ạ? Đấy, các bác xem nốt nhé. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh. Ấn đăng ký này, ấn theo dõi này và ấn vào cái hình quả chuông ở bên cạnh. Để mỗi khi một video nào bên em đăng lên, các bác sẽ được nhận thông báo và được xem sớm nhất để không bỏ lỡ bất cứ một video nào mà bên em đăng lên nhé. Bên em thì rất là nhiều xe với tầm tiền từ phân khúc 100 triệu cho tới 5-700 triệu, rất là nhiều xe nhé. Đây, bãi xe bên em đây ạ. Đây, biển đây. Đây, có cả số điện thoại này. Bật tên. Các bác liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại mà vừa rồi em
soi lên trên biển nhé, 0938586307 này. Đây là các bác nhà mình hãy liên hệ theo số đó. Nếu mà các bác xem YouTube, còn các bác nhà mình xem Facebook thì mình liên hệ cho bên em theo số là 0389000555 để được tư vấn nhé. Đây là phần tắp lô này. Chỗ này là cái mắt, chỗ này là báo cảm biến lùi đây. Là tín hiệu cảm biến lùi. Phần tắp lô, phần đồng hồ này. Ốp đôi hiển thị ở đây nó là 10 vạn các bác nhá. Đây 10 vạn, nhô 10 vạn một chút. Một vài vị trí vẫn hơi bẩn một chút, các bác về vệ sinh cái này mình lau vệ sinh, dùng cái rẻ lau phát là xong. Rất đơn giản thôi. Đây các bác xem này, từ những cái gioăng nhá, từ những cái gioăng ở mép cánh cửa này. Đấy, chỗ này là zin hết các bác nhá. Đấy, sơn chỗ này cũng zin hết này. Quá đẹp đúng không ạ? Chỗ này là bẩn các bác nhá. Đây, lau lên hết này. Đấy. Không biết ai bôi bẩn này. Hơi bẩn một chút. Đây, chỗ này nữa này. Lau bằng tay thôi cũng đã sạch rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay gần nhá, quay gần để các bác xem nhá. Đấy, chủ yếu là cái chất của nó đúng không ạ? Cái chất của nó vẫn còn nguyên vẹn luôn. Những cái đồ nhựa của nó gai nổi lên rất là cao luôn này. Bốn kính điện nguyên bản lên xuống rất là nhẹ nhàng. Em đã quay kỹ từng phần một gửi tới tất cả các bác trên toàn quốc xem. Thì các bác nếu ở xa mình xem kỹ chốt được bên em sẽ chuyển xe cho nhá, để chuyển xe tới tận nhà, chuyển xe tới tận nhà cho các bác. Cho dù các bác ở bất cứ đâu trên toàn quốc. Còn các bác mà gần khu vực em đến chạy đến xem xe trực tiếp luôn nhá. Chạy trực tiếp đến xem và mình thử xe đàng hoàng. Xe thì yên tâm rồi. Các bác nhìn mình yên tâm nhá, bên em tả kỹ cho các bác để các bác yên tâm về chiếc xe này luôn. Cam kết cho các bác luôn là xe không có lỗi. Độ zin còn rất là cao, xe chạy ít. Bây giờ thì em quay lốt phần gầm này này. Quay lốt phần gầm xong đó sẽ quay đến phần máy nhá. Lốp của xe thì vẫn còn là tương đối đấy ạ. Về các bác vẫn chạy thoải mái luôn. Đây, cua lốp đây. Bây giờ thì em mở phần máy ra và cho các bác mình xem phần khoang máy nhá. Tiện đây thì em nổ máy lên luôn. Đấy, nghiêm chìa khóa phát là nổ luôn rồi. Máy đã nổ rồi đấy ạ. Bây giờ em ra quay máy nổ cho các bác nghe nhé. Đây, vị trí này gương này, loa check này, em giới thiệu thêm. Hiện tại máy đã nổ rồi, các bác có thể nào mình lắng tai mới nghe tiếng máy luôn đúng không ạ? Máy hiện tại vẫn đang nổ to một chút vì máy đang nguội. Đây động cơ và hộp số của xe đẹp. Đây, nước của xe kìa, vẫn nước màu đỏ chót luôn nhá. Đây, cabo đây. Để trong nóng của cabo vẫn còn rất là đẹp. Máy hiện tại đang nổ đấy ạ. Đây con xem là những phần khu vực dàn đầu của xe này, đồ nhựa nó rất là sáng luôn nhá, rất là sáng luôn. Da máy của xe rất là tươi, xe cực chất luôn. Đây những phần bu lông và phần củ máy là chưa tháo chưa vặn gì đâu con nhá. Riêng về máy và chiếc xe này thì cam kết cho bác luôn, máy số cực chất. Các bác có tập tiền hơn 200 triệu mua chiếc xe này về rất là ok luôn này. Mua về cứ thế là vi vu, cứ thế là chạy thôi. Đi 575 không phải suy nghĩ về mẫu xe này luôn. Tất nhiên thì cái dòng này nhiều người bảo là nó không được tốt. Nhưng mà các bác mình phải xem là chiếc xe nào tốt thì mình lấy nhá. Đôi khi là mình cứ mua những chiếc xe nó kém chất lượng xong rồi về mình bảo nó là không tốt thì không phải. Nó cũng tùy theo chất xe. Tùy theo chất xe các bác nhá. Giá thành thì nó cũng phù hợp với lại cái chất của nó. Thì chiếc xe này thì bên em giá sẽ ghi được đây. Để giá cả các bác lưu ý là vẫn có lộc lá, vẫn có bớt nhé.
các bác cứ xem hết video. Nếu ưng rồi thì anh nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt chiếc xe này nhá. Cái máy lỗ nhỏ hơn một chút rồi ạ. Cơ và hộp số của máy đây. Vâng, thì video em cũng đã quay xong. Xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ.